Chúa theo Thánh Matthew, chương 14, câu 13 đến câu 21. Nghe tin ấy, Đức Giê-xu lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo người. Ra khỏi thuyền, Đức Giê-xu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ. Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với người: Nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Đức Giê-xu bảo: Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp: Ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá. Người bảo: Đem lại đây cho Thầy. Rồi sau đó, người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng và bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho dân chúng. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được 12 giỏ đầy. Số người ăn có tới 5.000 đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. Quý vị thân mến, chính anh em hãy cho họ ăn. Dù cảm thương trước sự đói khổ của dân chúng, nhưng các tông đồ gặp một thử thách quá lớn và không thể vượt qua trên bình diện con người. Đó là nuôi ăn cho hơn 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà trẻ con. Hơn nữa, lúc đó trời sắp tối, có nghĩa là mọi sinh hoạt buôn bán giữa người với người dường như đã đóng lại. Vì lo sợ nên các ông rút lui, hay nói theo khuynh hướng tự nhiên là phủi tay chạy trốn trước thách thức khó khăn, từ đó đổ trách nhiệm cho kẻ khác hay cho hoàn cảnh. Và cuối cùng các ông cũng muốn Chúa Giê-xu làm như vậy: Xin Thầy hãy cho họ về hoặc vào làng để mua gì ăn, vì trời đã tối và họ có thể kiếm được gì ăn qua cơn đói chăng. Nhưng không, Chúa muốn các tông đồ hãy cùng Chúa thực hiện lòng thương xót với đám đông dân chúng. Người nói: Chính anh em hãy cho họ ăn. Và đây cũng là mệnh lệnh của Chúa đối với mỗi người Kitô hữu chúng ta trong thế giới có quá nhiều đau khổ hiện nay. Dù khoa học kỹ thuật đã phát triển, thế nhưng theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc, thì trên thế giới hiện nay có tới 854 triệu người đang ở trong tình trạng đói ăn. Nghĩa là cứ trung bình 8 người thì có một người mỗi đêm thường đi ngủ với cái bụng đói. Và trong số đó thì hàng ngày có tới 25.000 người chết vì đói. Và nơi cộng đoàn chúng ta sinh sống vẫn còn đó biết bao cảnh người khốn khổ, bị đói, bị bách hại, bị bóc lột sức lao động, bị lạm dụng. Chúng ta cũng đang đứng trước những thách thức khó khăn và cũng muốn chạy trốn hoặc đổ trách nhiệm sang cho kẻ khác hay cho hoàn cảnh như các tông đồ khi xưa. Chúng ta cũng thường biện minh, an ủi mình với những lý do như: vì có nhiều người đói khổ quá, làm sao tôi có thể lo cho họ được? Hay sức tôi có hạn, làm sao tôi có thể chia sẻ với từng ấy người đang cần đến tôi? Chúa cần chúng ta cộng tác, dù là một sự cộng tác rất nhỏ như 5 cái bánh và 2 con cá, để làm nên phép lạ nuôi hơn 5.000 người ăn no nê. Chúa không cần chúng ta đóng góp nhiều hay làm những việc vĩ đại, nhưng cần tình yêu và sự nhiệt tình của chúng ta.
Mẹ Teresa Calcutta cũng nói: không quan trọng là bạn làm và chia sẻ được bao nhiêu, nhưng quan trọng là bạn đã đặt bao nhiêu tình yêu trong việc làm và sự chia sẻ đó. Lạy Chúa, hãy cho họ ăn là mệnh lệnh mà Chúa truyền lại cho các tông đồ, cũng như cho mỗi người chúng con khi đứng trước đau khổ của những người xung quanh. Xin đừng để chúng con chạy trốn hay phủi tay đổ trách nhiệm cho người khác, nhưng xin giúp chúng con biết sống chia sẻ và giúp đỡ nhau bằng tình yêu và hành động thiết thực của chúng con. Amen.